Chuyện quan tử Zen Alasman và chúa tể các thần linh Câu bệ hạ, ngày xưa ở Bansora có một nhà vua cực kỳ giàu có. Vua được trăm họ mến yêu nhưng lại không có con. Điều đó làm vua rất đổi buồn phiền. Bằng những lễ vật rất đổi trọng thể, vua gian giái tất cả các đấng thần linh trong nước hãy giúp cầu trời cho vua có được một con trai nối giỏi lời cầu của các thần linh có kết quả. Hoàng hậu thụ thai và sinh hạ mẹ tròn con vuông một hoàng tử, được đặt tên là Zen Alasman, có nghĩa là đẹp như tượng. Vua truyền tập hợp tất cả các nhà chim tinh học trong nước lại và lệnh cho họ lấy số tử vi của cậu bé. Qua việc xem sao, họ phát hiện rằng cậu sẽ sống lâu, sẽ dũng cảm, nhưng cậu cần có nghị lực để dũng mãnh đương đầu với các tai ương đe dọa. Điều tiên đoán ấy không làm cho vua mảy may kinh sợ. Vua nói, con trai ta không có gì đáng phàn nàn, bởi vì nó dũng cảm, gặp gian khó là điều tốt cho các vị hoàng tử. Những sự ngang trái trao dồi đức độ của họ, giúp cho sau này họ trị vì được tốt hơn. Vua ban thưởng cho các nhà chim tinh học, rồi cho họ về. Vua cho nuôi dạy hoàng tử hết sức công phu. Cậu vừa đến tuổi học, vua đã cho đón thầy về dạy. Tóm lại, vua đang mãi mê lo chuyện rèn giũa con trở thành một hoàng tử tài đức vẹn toàn, thì đột nhiên lâm một chứng bệnh nan y. Tự mình thấy gần đất xa trời, vua sai gọi hoàng tử đến bên giường bệnh và dặn dò đủ mọi điều. Nhất là chú ý làm sao cho dân yêu, chứ đừng để dân sợ, chớ nên nghe những lời xỉn nịnh và hãy suy nghĩ chín chắn lúc thưởng phạt vì các nhà vua thường dễ bùi tai trước những lời xỉm nịnh mà thưởng công cho những kẻ độc ác và trừng phạt những người vô tội vua vừa qua đời hoàng tử gen liền cho phát tan hoàng tử chịu tan trong bảy ngày đến ngày thứ tám hoàng tử lên ngôi cho thầy dấu ấn của vua cha niêm phong quốc hố bằng ấn của chính mình và bắt đầu hưởng lạc thú của người làm vua vua thích các triều thần nhất nhất tuân theo mọi ý muốn của mình biến mối quan tâm duy nhất của họ là làm sao tỏ cho vua thấy rõ sự tuân phục và lòng hăng hái phục tùng tóm lại vua quá ưa thích việc phô trương quyền lực đế vương vua chỉ thấy bổn phận của trăm dân đối với mình mà không hề nghĩ đến bổn phận của mình đối với trăm dân Vua chẳng bỏ mấy tâm lực để trị gì sao cho tốt. Vua say sưa tửu sắc, chơi bời cùng với những chàng trai ăn chơi được vua cất nhắc và giao nắm giữ những cương vị chủ chốt của quốc gia. Chẳng còn có lệ luật nào sức. Bản tính vốn hào phóng, vua ban thưởng không hạn độ. Thế là các cô gái cùng những kẻ được sủng ái thì nhau vét cạn kho tàng mà vua không hay biết. Bây giờ, Hoàng Thái Hậu còn sống, bà là một con người khôn ngoan và thận trọng. Đã nhiều lần bà tìm cách ngăn chặn không có kết quả tính dung tiền qua cửa và lòng đam mê tiểu sắc của con bằng cách nói rõ. Nếu không dù không tỉnh ngộ mà thay đổi tính tình thì không những của cải sẽ tiêu tan mà trăm họ chán ghét, thậm chí có thể gây nên biến loạn, làm sụp đổ ngay vàng và nguy hại đến tính mạng của chính nhà vua. Chẳng bao lâu, điều bà tiên đoán xảy ra dân chúng bắt đầu ta thắng triều đình và những lời ta thắng ấy hẳn không khỏi đưa đến một cuộc nổi loạn ở khắp nơi nếu hoàng thái hậu không khôn ngoan dự kiến được hay tin các nơi rục rịch biến loạn hoàng thái hậu báo cho vua biết và cuối cùng vua cũng nghe ra vua liền giao phó công việc triều đình cho các vị lão thần tài giỏi những vị này biết cách dỗ yên dân chúng Thấy bao nhiêu của cải của mình đã bay biến, Zen hối hận là đã không biết sử dụng những thứ đó cho tốt hơn. Vua đâm buồn phiền thê thiết, không gì có thể ngoay nguôi. Một đêm, vua nằm mơ thấy một cụ già đáng kính bước đến gần, vừa cười vừa bảo. Này Zen, nên biết rằng chẳng có nỗi buồn nào không có niềm vui kế tiếp và bỉ cực ắt thái lai nếu ngươi muốn hết buồn phiền hãy đứng lên khởi hành sang ai cập hãy đi đến cairo một nhiễm phúc lớn đang chờ ngươi ở đấy tỉnh dậy vui xúc động vì giấc mơ vua thuật lại nghiêm trang cho hoàng thái hậu nghe bà chỉ cười thế là con tin vào giấc mộng đẹp ấy và muốn sang ai cập sao lại không thưa mẹ Zendaf? đáp mẹ cho rằng mọi giấc mơ đều là quan tưởng cả hay sao không không, có những giấc mơ quyền bí. Các gia sư đã kể cho con nghe hàng ngàn chuyện, khiến con không thể nào hoài nghi. Giả chăng cho dù chưa hoàn toàn tin chắc, con cũng không thể không nghe theo giấc mơ của con. Con thấy cụ già có một vẻ gì thật siêu nhiên. Cụ không giống những cụ già chỉ nhờ có tuổi tác mà trở thành đáng kính. Người cụ toát ra một vẻ gì rất thần thánh. Tóm lại, trong cụ giống hình tượng mà ta hằng thấy về đấng tiên tri vĩ đại của chúng ta. Nếu mẹ muốn con nói rõ ý nghĩ thầm kín của con, thì con tin đấy chính là người, vì thương xót mà đến giải những nỗi ưu phiền của con. Cụ gây cho con một sự tin cậy hoàn toàn. Con tin vào những lời hứa hẹn của cụ, và con nhất quyết đi theo con đường cụ chỉ dẫn. Hoàng Thái Hậu cố làm con thay đổi ý kiến, nhưng vô hiệu vua quỷ thác cho mẹ trong coi triều chính rồi một hôm bí mật rời hoàng cung lên đường đi cairo kinh đô ai cập mà không muốn để cho một ai tùy giá sau rất nhiều gian truân dù đến được thành phố nổi tiếng ấy mà trên đời ít có nơi nào sánh kịp về quy mô cũng như về vẻ đẹp vừa xuống ngựa trước cửa một giáo đường dù cảm thấy mệt mỏi quá chừng liền nằm xuống nghỉ Vừa tiếp đi, vua đã thấy chính cụ gia mình đã gặp trong giấc mộng, hiện lên bảo Này con ơi, ta rất bằng lòng về con Con đã tin lời ta Con đã không quản ngại đường xá xa xôi, khó nhọc đến tận nơi đây Nhưng hãy biết rằng Ta buộc con phải làm một cuộc hành trình xa xôi như vậy Mới là chỉ để thử thách con thôi Ta thấy con có dũng khí và quyết tâm còn xứng đáng để ta cho con trở thành đấng dương giả giàu có và sung sướng nhất thế gian. Con hãy trở về Pansura, rồi con sẽ tìm thấy trong cung điện của con vô số của cải, chưa từng một nhà vua nào giàu có như con. Vua không hài lòng về giấc mộng ấy. than ôi, vua tự nhủ khi tỉnh dậy. Ta làm lạc quá chừng, cụ già mà ta ngỡ là đấng tiên tri vĩ đại của chúng ta, Quá ra chỉ là sản phẩm đơn thuần của đầu óc mơ tưởng diễn vong ta tưởng tượng quá nhiều cho nên không có gì đáng lạ khi gặp lại cụ một lần nữa trong mơ thôi ta hãy trở về ban ở lâu hơn nơi đây làm gì may mà ta đã không nói gì cho ai hay ngoài mẹ ta về mục đích của chuyến đi này trăm dân mà biết được thì ta đã trở thành trò cười cho họ rồi con nhi thế là vua liền trở về nước vua tới nơi Hoàng Thái Hậu hỏi có hài lòng về chuyến đi không? Vua kể hết cho mẹ nghe. Vua tỏ ra quá buồn bực vì đã nhẹ dạ cả tin. Đến nỗi Hoàng Thái Hậu không những không trách mắng hoặc chế giễu làm cho vua buồn phiền thêm mà còn lựa lời an ủi. Bà nói, con ơi, thôi chớ có buồn rầu làm chi, nếu Thượng Đế muốn cho con giàu thì con sẽ được giàu mà không phải vất vả gian lao. Con hãy nghỉ ngơi thanh thản, mẹ chỉ dặn dò con một điều là hãy sống có đạo đức. Con hãy khước từ những lạc thú của tiểu sắc, của đàn ngọt hát hay. Hãy tránh những thú vui đó, nó chẳng đã làm cho con suýt nguy hiểm đó sao. Con hãy chăm lo sao cho thần dân của con sung sướng, làm nên hạnh phúc cho dân, là con bảo đảm hạnh phúc của chính con đấy. Yusen thề từ nay sẽ nghe theo mọi lời khuyên của mẹ và của những đại thần khôn ngoan mà Hoàng Thái Hậu đã chọn và cắt cử để giúp trông coi triều chính. Nhưng ngay đêm đầu tiên trở về cung, vua đã thấy lần thứ ba, ông già đến báo mộng. Hỡi gen dũng cảm, giờ phồn dinh cuối cùng đã đến. Sáng sớm mai vừa tỉnh dậy, con hãy lấy ngay một cái cuốc và đào bới phòng làm việc của tiên dương, con sẽ tìm thấy một kho tàng lớn. Vừa tỉnh giấc, vua đã đứng lên chạy tới phòng của hoàng thái hậu sôi nổi kể cho mẹ nghe giấc mộng vừa rồi bà mỉm cười con ơi đó thật là một cụ già bướng bỉnh cụ chưa bằng lòng đã hai lần lừa dối con thế mà con vẫn còn tin lời cụ nữa sao không thưa mẹ con không mảy may tin những lời cụ nói nhưng con muốn thăm phòng làm việc của cha con cho vui hoàng thái hậu bật cười ồ mẹ chẳng tin lời con thế nào nhưng thôi tùy con Điều làm mẹ yên tâm là công việc này dù sao cũng chẳng vất vả như chuyến đi sang Ai Cập. Đã thế thì thưa mẹ, vua nói tiếp, con xin thú thật, giấc mộng thứ ba này lại làm cho con trở lại tin tưởng, nó gắn liền với giấc mộng hôm trước. Chúng ta hẳn xem xét kỹ những lời nói của cụ già. Thoạt tiên cụ truyền bảo con sang Ai Cập, ở đấy cụ nói đã bảo con làm chuyến đi ấy để thử thách con. Tiếp đó cụ bảo, hãy trở về Sora ở đấy con sẽ tìm được những kho vàng đêm vừa rồi cụ chỉ đích xác cho con chỗ để kho vàng con nghĩ rằng ba giấc mộng liên tục với nhau không có gì mập mờ không có chi tiết nào đáng băn khoăn nói cho cùng đó có thể là quan tưởng nhưng con thích thà là một cuộc tìm kiếm vô ích còn hơn là để rồi suốt đời sẽ tự trách mình là biết đâu đã để lỡ một dịp làm giàu to vì cứng đầu không phải lúc Nói xong vua ra khỏi phòng Hoàng Thái Hậu, sai lấy một cái cuốc, rồi tự mình đi vào phòng làm việc của vua cha đã quá cố. Vua ra tay cuốc và dở đến hơn một nửa gạch lát nền mà vẫn không hề thấy tí dấu vết của kho tàng. Lúc nghỉ tay vua tự nhủ, không khéo mẹ ta lại có dịp chế dễu ta. Tuy nhiên vua lấy lại can đảm và tiếp tục công việc. Không phí công, đột nhiên phát hiện ra một phiến đá trắng. Vua dở lên, Thế là nhìn thấy một cái cửa được khóa bằng một ống khóa thép. Vua dùng cuốc đập dở khóa, mở cánh cửa và thấy hiện ra một cầu thang xây bằng cẩm thạch trắng. Vua liền đốt ngọn nến và theo cầu thang ấy xuống một căn buồn lát bằng sứ Trung Quốc. Còn tường và trần thì ốp thủy tinh. Nhưng vua đặc biệt chăm chú nhìn bốn cái bệ. Trên mỗi bệ đặt mười chiếc vò bằng đá dân bang dù nghĩ chắc những chiếc vò này đựng rượu vang chà loại rượu hẳn lâu năm lắm và chắc là ngon tuyệt vừa đến gần một vò mở nắp ra và ngạc nhiên mừng rỡ thấy nó đựng đầy tiên giang. vừa thầm suốt lượt bốn chục cái vò thấy cái nào cũng đựng đầy tiền dùa bốc một nắm mang lên cho hoàng thái hậu xem bà ngạc nhiên không thể tưởng tượng khi nghe con thuật lại những điều vừa trông thấy bà thốt lên con ơi hãy chú ý đừng tiêu hoang phí những của cải đó như con đã từng phung phí kho tàng quốc gia chớ để cho các kẻ thù của con có dịp vui mừng không thưa mẹ lối sống của con từ nay sẽ chỉ làm cho mẹ hài lòng hoàng thái hậu nhờ vua dẫn bà xuống căn hầm kỳ lạ mà chồng bà xưa kia đã xây dựng kín đáo đến mức chưa bao giờ bà từng nghe ai nói tới zen dẫn bà đến phòng làm việc giúp bà xuống cầu thang bằng cẩm thạch và đưa bà vào căn buồng đã đặt các vò. bà tò mò nhìn tất cả đồ vật và chú ý ở một góc buồng có một vò nhỏ làm bằng cùng chất liệu với những cái khác. vừa chưa từng trông thấy cái vò này, vừa cầm lấy mở ra thấy bên trong có một chiếc chìa khóa bằng vàng hoàng thái hậu nói: chiếc chìa khóa này hẳn cất giữ một kho tàng khác, con à, chúng ta hãy tìm kiếm khắp nơi mày ra phát hiện được nơi để mở với chiếc chìa khóa này, hai mẹ con lục lọi căn phòng cực kỳ cẩn thận và cuối cùng tìm thấy một lỗ khóa ở một ngách tường. họ nghĩ rằng chiếc chìa khóa vàng là để dùng vào đây. vua mở thử, lập tức một cánh cửa mở ra để lộ một căn buồng khác. chính giữa đặt chính bệ tượng bằng vàng khối, trên tám bệ có tám tượng đặt nguyên trong một khối kim cương những tượng ấy lấp lánh đến nỗi cả căn buồn sáng rực. Trời đất, không biết cha con đã tìm đâu ra được những vật đẹp đẽ dương này, vua nói. Cái bệ thứ chín càng làm cho vua kinh ngạc vì bên trên có đặt một tấm sa tanh trắng viết những dòng chữ sau đây. Hỡi con yêu quý của ta, ta đã khó nhọc biết bao để có được tám tượng này. Nhưng dù tám tượng này rất đẹp, con hãy biết rằng trên đời con có tượng thứ chín đẹp hơn Riêng nó có giá trị hơn cả ngàn cái tượng giống như những cái con nhìn thấy ở đây. Nếu con muốn có tượng đó, hãy lên đường sang thành phố Cairo bên Ai Cập, ở đó có một nô lệ cũ của ta tên là Mobarek. Con tìm hắn chẳng khó khăn gì lắm. Bất kỳ người đầu tiên nào con gặp cũng có thể chỉ cho con biết chỗ ở của hắn. Con hãy gặp hắn và kể cho hắn nghe tất cả những gì đã xảy ra cho con hắn sẽ nhận ra con là con trai ta và sẽ dẫn con đến nơi có cái tượng kỳ diệu mà trời sẽ phù hộ cho con lấy được đọc xong những dòng chữ ấy vua bảo mẹ con không muốn thiếu mất cái tượng thứ chín nó hẳn là một vật rất hiếm vì tất cả những tượng ở đây gộp lại cũng không quý bằng nó con sẽ sang thành phố cairo vĩ đại mẹ ơi mẹ không cưỡng lại ý con chứ không con ơi hoàng thái hậu đáp mẹ không cưỡng lại ý con hẳn con đang được đấng đại tiên tri của chúng ta phù hộ người sẽ không để cho con gặp nguy hiểm trong chuyến đi này con hãy lên đường vào lúc nào tùy ý con trong thời gian con đi vắng các đại thần và mẹ sẽ cai trị tốt đất nước của con vua sai chuẩn bị đoàn tùy tùng nhưng chỉ muốn mang theo một ít nô lệ mà thôi không có biến cố gì xảy ra trên đường vua đến cairo hỏi thăm tin tức về mobarec người ta cho biết đấy là một trong những công dân giàu có nhất thành phố. Ông ta sống như một ông hoàng. Cổng nhà ông ta luôn rộng mở, đặc biệt để đón những người nước ngoài. Zen sai đưa mình đến. Vua gõ cổng, một tên nô lệ mở cổng và hỏi. Ngài muốn gì? Và ngài là ai? Tôi là một người nước ngoài, vua đáp. Tôi từng nghe tiếng lòng hào hiệp của ngài Mobarek. Tôi đến đây xin trọ ở nhà ngài tên nô lệ xin gen chờ cho một lát rồi vào thư lại cho chủ hay ông này truyền mời người nước ngoài vào tên nô lệ ra thư với gen rằng khách được quan nghênh thế là gen bước vào đi qua một sân rộng đến một căn phòng trang hoàng lộng lẫy ở đây mubarak đã chờ sẵn và tiếp vua rất lịch sự ông cảm ơn khách đã dành cho ông vinh dự đến nghỉ ở nhà ông đáp lễ xong vua nói với mubarak Tôi là con trai của quốc dương Bansura đã quá cố. Tên tôi là Zen Alashman. mobarad đáp. Đức vua ấy xưa kia là chủ tôi. Nhưng thưa ngài, tôi không hề biết người có con trai. Năm nay ngài bao nhiêu tuổi? Tôi 20 tuổi. Zen đáp. Ngài từ giả triều đình cha tôi đã bao lâu rồi? Gần 20 năm, mobarad đáp. Nhưng làm sao ngài có thể làm cho tôi tin chắc rằng ngài là con trai của người? Cha tôi có dưới căn phòng làm việc của người một căn hầm bí mật. Trong đó tôi đã tìm thấy 40 cái giò đựng đầy vàng. Zen đáp. Còn có gì khác nữa không? Mubarak lại hỏi. Còn có 9 bệ tượng bằng vàng khối. Trên 8 bệ có 8 tượng bằng kim cương. Và trên bệ thứ 9 có một tấm sa tanh. Cho tôi biết rõ tôi cần phải làm những gì để có được tượng thứ 9 quý hơn tất cả những cái kia gộp lại. Ngài biết rõ nơi cất tượng thứ 9 ấy, vì trên tấm sa tanh có ghi rõ chính Ngài là người sẽ dẫn tôi tới nơi. Vua chưa dứt lời, thì mobarec đã quỳ xuống đất và hôn tay vua nhiều lần. Ông kêu lên, Tạ ơn Thượng Đế đã đưa Ngài tới đây. Tôi nhận Ngài đúng là con quốc dương Bansora. Nếu Ngài muốn tới nơi đặt bức tượng kỳ diệu ấy, tôi sẽ đưa Ngài tới. Nhưng trước hết, Ngài hãy nghỉ ngơi ở đây vài ngày. Hôm nay tôi mở tiệc khoản đãi các vị đại gia ở Cairo. Chúng tôi đã ngồi vào bàn thì được tin ngài đến. Ngài có vui lòng hạ cố đến vui cùng chúng tôi không, thưa ngài? Tôi rất sung sướng được tham dự bữa tiệc quý của ngài, Zen đáp. Mubarak liền dẫn vua tới một gian phòng có dòm cao. Ở đấy có đông đủ mọi người. Ông mời vua ngồi và bắt đầu quỳ mà tiếp đãi. Các vị tay to mặt lớn ở Cairo đều kinh ngạc. Họ thì thầm với nhau. Quái, không biết anh chàng ngoại quốc này là ai mà Mubarak lại tiếp đãi cực kỳ cung kính như vậy. Mọi người ăn uống xong, Mubarak lên tiếng. Thưa các quan, xin chớ ngạc nhiên, sao tôi lại hầu hạ chàng trai ngoại quốc như vừa rồi? Xin các quan biết cho, chàng là con trai của quốc dương Bansora chủ của tôi. Cha chàng đã vét đến đồng tiền cuối cùng của người để mua tôi. Người qua đời mà chưa kịp cho tôi được tự do, như vậy tôi vẫn là nô lệ của người Và bởi vậy tất cả tài sản của tôi Về mặt pháp lý thuộc quyền cai quản của hoàng tử đây Người thừa kế duy nhất của ngài Đến đây Zen ngắt lời ông Hỡi Mubarak Tôi xin nói rõ trước tất cả các vị ở đây rằng Từ giờ phút này tôi trả tự do cho ông Tôi tách con người ông cùng với tất cả những gì ông sở hữu ra khỏi tài sản của tôi, Ngoài điều đó ra, ông xem tôi có cần cho thêm gì nữa hay không? Nghe câu nói đó, Mubarak cúi hôn mặt đất và hết lời cảm tạ vua. Tiếp đó rượu lại được bày ra, mọi người uống rượu suốt ngày. Và đến tối, những người dự tiệc được chia tặng phẩm, xong ra về. Ngày hôm sau, Zen nói với Mubarak. Tôi nghỉ ngơi đủ rồi, tôi không đến Cairo để sống trong lạc thú. Tôi muốn có được bức tượng thứ 9, đã đến lúc chúng ta đi lấy nó về. Thưa ngài, Mobarak nói, tôi sẵn sàng tuân theo ý muốn của ngài, nhưng ngài chưa biết hết những nỗi hiểm nghèo sẽ phải trải qua để đoạt được của quý ấy. Dù hiểm ghi đến đâu tôi cũng nhất quyết làm việc đó cho bằng được. Tôi sẽ chết hoặc đạt được ý muốn. Những gì xảy ra, ấy là do trời xui khiến. Ông chỉ có việc đi theo tôi và hãy có lòng cương nghị giống như tôi. Thấy dù một mực lên đường, Mubarak gọi đầy tớ truyền cho việc chuẩn bị. Tiếp đó nhà vua và Mubarak khởi hành. Trên đường đi có cơ mang của hay vật lạ. Đến một nơi phong cảnh kỳ thú, hai người xuống ngựa. Mubarak bảo bọn đầy tớ đi theo. Các người hãy ở đây trong nôm cẩn thận đồ đạc cho đến khi chúng ta trở lại. Rồi ông nói với Zen. Chúng ta hãy đi một mình thưa ngài, chúng ta sắp đến nơi ghê gớm cất giữ bức tượng thứ chín ngài sắp cần đến dũng khí của ngài rồi đấy chẳng bao lâu họ đến bờ một cái hồ rộng Mô-ba-rét ngồi xuống bên bờ và nói với vua chúng ta phải vượt qua biển này kìa làm sao qua được không hề thấy có thuyền bè Mô-ba-rét đáp ngài sẽ thấy hiện ra trong chốc lát sẽ có một chiếc thuyền thần của đấng chúa tể các thần linh đến trước chúng ta nhưng xin ngài nhớ kỹ cho điều tôi sẽ nói đây ấy là phải hoàn toàn im lặng chớ có nói gì với người chở thuyền mặt mũi anh ta có kỳ dị đến đâu ngài có nhận thấy một điều gì khác thường tới mức nào chăng nữa cũng xin ngài chớ có hé răng tôi xin báo trước sau khi xuống thuyền nếu ngài mở miệng nói một lời chiếc thuyền sẽ chìm ngay tức khắc tôi sẽ ngậm tâm vua đáp Ông chỉ cần cho tôi biết trước tôi phải làm gì tôi sẽ nhất nhất làm theo. Đang nói như vậy, bỗng nhiên nhìn thấy trên hồ một chiếc thuyền làm bằng gỗ đàn hương đỏ, cột bươm bằng hổ phách đẹp, buộc một giải sa tanh. Trong thuyền chỉ có độc một người đầu giống như đầu voi và thân thì giống thân hổ. Thuyền đến gần vua và mobarec Người chở thuyền dùng dòi và thân lần lượt cấp hai người bỏ xuống thuyền. Tiếp đó con thuyền đưa họ sang bờ kia trong chốc lát. Người chở thuyền lại dùng giòi nhấc họ đặt lên bờ rồi cùng thuyền biến mất ngay lập tức. Zen ngắm nghía không biết chán những cảnh vật đẹp chung quanh và càng đi sâu vào đảo càng thấy những cảnh đẹp mới. Cuối cùng họ đến trước một tòa lâu đài bằng ngọc bích. Chung quanh có hào rộng, trên bờ trồng cách quản những cây to đến nổi, bóng cây che phủ toàn bộ lâu đài. Đối diện với cổng bằng vàng khối là một chiếc cầu làm bằng mỗi một cái vảy cá. Mặc dù nó dài không kém 6 thước và rộng 3 thước, ở đầu cầu có một đôi thần hộ pháp lớn khôn lường, tay những chùy bằng thép Trung Quốc canh giữ. Mubarak nói, chớ nên đến gần hơn nữa, những vị thần kia sẽ xông tới giết chết chúng ta. Nếu không muốn cho họ ra tay, thì chúng ta phải làm một lễ tế thần. Vừa nói, ông vừa rút ra một cái túi giấu dưới tà áo. Trong túi có bốn tấm vải mỏng màu xanh. Ông buộc một tấm quanh bụng và để một tấm sau lưng, ông lại đưa hai tấm giải kia cho nhà vua. Vua cũng làm như vậy. Sau đó Mô-ba-rét trải ra đất hai chiếc chiếu lớn và trải quanh chiếu một ít ngọc quý cùng giấy xạ hương và hổ phách. Ông ngồi lên một chiếu, vua ngồi lên chiếu kia, rồi Mô-ba-rét nói với vua như sau. Thưa ngài, giờ đây tôi thỉnh đấng chúa các thần linh ngự trong tòa lâu đài này hiện lên. Cầu mong sao người đến với chúng ta mà không nổi cơn thịnh nộ, Tôi xin thú thật là tôi không phải lo âu về thái độ người sẽ tiếp đón chúng ta. Nếu người không bằng lòng về việc ngài đến đảo này, người sẽ hiện lên với bộ mặt của một con quái vật khủng khiếp. Nếu người bằng lòng ý đồ của ngài, người sẽ hiện lên dưới dạng một người đàn ông tuấn tú. Chừng nào người đến trước mặt chúng ta, ngài phải đứng lên chào mà không được bước ra ngoài chiếc chiếu, bởi vì nếu bước ra ngoài chiếu, cầm chắc ngài sẽ bỏ mạng. Ngài sẽ thưa với người rằng Tâu đấng chúa tệ các thần linh Cha tôi vốn là tôi tớ của bệ hạ xưa kia Nay đã qua đời Kính mong bệ hạ che chở kẻ này Như đã từng che chở cha tôi xưa kia Nếu người có hỏi Ngài cần cầu xin ân huệ gì Thì Ngài cứ đáp Tâu bệ hạ Điều tôi khúng nấm cầu xin bệ hạ ban cho Chính là cái tượng thứ chín ấy Sau khi nói cho Zen biết rõ những điều trên, Mubarak bắt đầu khấn giái. Lập tức, sấm sét nổi lên làm họ lóa mắt, rồi bóng đen dày đặc trùm cả đảo. Tiếp đó là một tiếng thét khủng khiếp làm rung chuyển mặt đất, như thể thế gian rung chuyển trong ngày phán xét cuối cùng. Zen cảm thấy lo âu. Dùa bắt đầu nghĩ tiếng thét kia hẳn là điềm chẳng lành, thì Mubarak vốn thông thạo hơn, mỉm cười và bảo xin ngài yên tâm, mọi việc đều tốt đẹp. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, vị chúa tể các thần linh hiện ra dưới dạng một người đàn ông tuấn tú. Tuy nhiên trong dáng dấp của ông không phải là không để lộ ra một vẻ gì hung ác. Vừa trông thấy ông, Zen dội nói lời chúc tụng đúng như Mubarak dặn. Chúa tể các thần linh mỉm cười đáp. Này con, xưa kia ta yêu cha con, và cứ mỗi lần cha con đến đây chầu ta đều làm quà cho một cái tượng để mang về ta cũng có cảm tình với con không kém ta đã buộc cha con mấy ngày trước lúc lâm chung viết những dòng chữ mà con đã đọc trên tấm sa tanh trắng ta đã hứa với cha con sẽ che chở con và sẽ cho con bức tượng thứ chín đẹp hơn tất cả những cái mà con đã có ta đã bắt đầu giữ lời hứa với cha con chính ta là cụ già báo mộng cho con ta đã xui con phát hiện ra cái hầm giấu các giò và tượng ta đã góp phần khá nhiều cho những gì đã xảy đến với con hay đúng hơn ta là căn nguyên gây nên những việc đó ta biết vì sao con đến đây con sẽ có được điều con mong muốn cho dù ta không hứa với cha con đi nữa ta cũng vui lòng cho con cái tượng ấy nhưng trước hết con hãy diện những gì thiêng liêng nhất để thề với ta là con sẽ trở lại hòn đảo này, mang theo một cô gái tròn 15 tuổi, chưa từng biết đến đàn ông, cũng như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Hơn nữa, người con gái ấy phải xinh đẹp tuyệt vời, và con cũng phải tự chủ đến mức không nảy ra ý nghĩ tư tình với nàng trong khi dẫn nàng đến đây. Zen đọc lời thề độc mà thần linh đòi hỏi nhưng câu bệ hạ vua cất lời hỏi thêm giả dụ con may mắn gặp được một người như bệ hạ mong muốn làm sao con có thể biết người ấy đúng là người mình tìm chúa tể các thần linh mỉm cười ta biết là con sẽ nhầm lẫn trong chuyện này người trần tục các con không thể nhìn mặt mà bắt hình dông bởi vậy ta không tin tưởng nhiều ở con về mặt ấy ta sẽ cho con một tấm gương để con dễ xét đoán khi con gặp dịp may Mỗi lần gặp một người con gái 15 tuổi và xinh đẹp tuyệt vời, con với việc, việc nhìn vào tấm gương thì sẽ thấy hình ảnh người con gái ấy. Nếu người thiếu nữ còn trinh bạch, hình ảnh của ngài sẽ sáng và rõ ràng. Ngược lại, nếu gương mờ đi, ấy là dấu hiệu chứng tỏ cô ta không phải lúc nào cũng trong trắng, hoặc ít ra cũng đã từng nghĩ tới chuyện gió trăng. Vậy thì con chớ có quên lời con đã thề với ta. Con hãy giữ lời như một kẻ trượng phu phải làm. Nếu không, ta sẽ giết chết con, cho dù ta có cảm tình với con đến bao nhiêu chăng nữa. Một lần nữa, vua Zen Alashman lại thề thốt là mình sẽ giữ dạng lời thề. Thế là vì chúa tệ các thần linh đặt vào tay vua một tấm gương mà bảo Này con, con có thể trở về lúc nào tùy thích. Đây là tấm gương sẽ giúp ích cho con. Zen và Mobarek cáo từ chúa tể các thần linh và đi trở lại phía hồ. Người chở thuyền đầu voi thân hổ đưa thuyền đến và cho họ sang trở lại bờ bên kia theo như lối cũ. Họ gặp đoàn tùy tùng và cùng nhau trở về Cairo. Dù Zen nghỉ ngơi mấy ngày ở nhà Mobarek rồi bảo ông, chúng ta hãy đi Bách Đa tìm cho chúa tể các thần linh một người thiếu nữ. Xin ngài chớ lo về việc ấy, thưa ngài, Mubarak nói: "Tôi có quen một bà già rất khôn khéo, tôi muốn nhờ bà ta đảm đương việc ấy, chắc bà sẽ làm tốt thôi." Quả nhiên, bà già khéo léo sắp xếp cho nhà vua gặp nhiều cô gái tuổi 15 tuyệt đẹp, nhưng mỗi lần nhìn họ xong, vua nhờ đến tấm gương làm hòn đá thử vàng cho đạo đức của họ thì lần nào tấm gương cũng mờ đi tất cả những cô gái con các vị quan trong triều đình cũng như mọi thiếu nữ trong thành phố đến tuổi 15 đều lần lượt trải qua một lần kiểm tra như vậy mà không một lần nào tấm gương giữ được hình ảnh trong và rõ. Nhà vua đến dinh quan thường thư, âm này vừa biết rõ gia thế và ý đồ của Zen liền cho gọi con gái đến và truyền cất tấm mạng che mặt chưa bao giờ quốc dương trẻ xứ Bansura thấy một con người đẹp hoàn hảo và khêu gợi đến thế. Vua rất đổi ngạc nhiên. Để thử xem đạo đức người con gái này có được như nhan sắc của nàng hay không, vua lấy chiếc gương ra soi. Hình ảnh của cô hiện lên rất trong và rất rõ. Khi thấy cuối cùng mình đã tìm được con người mong muốn, vua xin phép thượng thư cho được kết hôn với nàng. Lập tức một pháp quan được mời đến người ta lập giá thú và làm lễ sau buổi lễ vua mời thượng thư về nhà mình đãi đằng thật hậu và biếu nhiều tặng phẩm sau đó vua sai mobarec mang đến cho cô dâu cơ mang là châu báu ông này dẫn nàng về rồi lễ thành hôn được cử hành với những nghi thức xứng đáng với địa vị của gen khi mọi người đã ra về mobarec thưa với chủ chúng ta đừng ở lâu hơn nữa ở baghdad hãy lên đường đi cairo Ngài có còn nhớ lời thề của Ngài với chúa tể các thần linh chứ, thưa Ngài? Chúng ta hãy lên đường, đáp, ta cần giữ trọn lời thề. Tuy nhiên, Moparet thân mến ạ, à, ta xin thú thật, nếu ta dâng lệnh chúa tể các thần linh thì cũng không phải là không tự kiềm chế. Người mà ta vừa cưới thật đáng yêu và ta những muốn đưa nàng về Bansora đưa lên ngôi chính cung hoàng hậu. Ấy thưa Ngài xin Ngài chớ để cho dục vọng thắng thế Hãy làm chủ tình cảm của mình Cho dù Ngài đau khổ đến đâu Cũng phải giữ lời thề với Chúa Tể các thần linh Vậy thì Mô ơi Ông hãy chú ý giấu cô gái xinh đẹp ấy đi Đừng để bao giờ nàng đến trước mắt ta Có lẽ ta đã nhìn nàng quá nhiều rồi đấy Mubarak Sai chuẩn bị lên đường. Họ trở về Cairo rồi từ đó khởi hành đến hòn đảo của chúa tể các thần linh. Cô gái trước nay vẫn đi kiệu và từ hôm cưới đến giờ không được gặp mặt vua. Đến đây liền hỏi Mubarak. Chúng ta đang ở đâu? Đã sắp đến đất nước của chồng ta chưa? Thưa bà, Mubarak nói, đã đến lúc bà cần hiểu rõ sự thật. Yuzen cưới bà là chỉ nhằm mời bà rời cụ thân sinh đó thôi. Ngài xin thành hôn với bà không phải để cho bà trở thành hoàng hậu xứ Bansura, mà chỉ để mang dân linh chúa tể các thần linh. Ông đòi cho được một thiếu nữ đức hạnh như bà. Nghe câu nói đó, cô gái bật khóc thảm thiết, làm cho nhà vua và Mobarec rất mũi lòng. Nàng nói với họ, Xin các ông hãy thương tôi, tôi là một người nước ngoài, các ông sẽ phải trả lời trước Thượng Đế về sự phản bội đối với tôi. Nàng khóc than cũng vô ích, người ta vẫn dâng nàng lên chúa tệ các thần linh. Sau khi chăm chú nhìn nàng, ông bảo Zen. Này hoàng tử, ta hài lòng về con. Cô gái con đưa đến cho ta đáng yêu và trong trắng, và ta vui lòng về sự tìm kiếm của con để giữ lời hứa với ta. Hãy trở về nước, xuống căn hầm ngầm có tám cái tượng, con sẽ thấy cái tượng thứ chín mà ta đã hứa cho con. Ta sẽ sai các thần linh của ta mang tượng đến. Zen cảm ơn chúa tể rồi cùng Mobaret trở về Cairo. Nhưng vua không ở lại đây lâu, lòng nôn nóng được nhìn thấy bức tượng thứ chín thúc giục vua sớm lên đường. Lòng vua vẫn luôn nghĩ tới người con gái mình đã cưới làm vợ và tự trách mình đã lừa dối nàng vua tự cho mình là căn nguyên và là thủ phạm gây nên tai họa cho nàng vua tự nhủ than ôi ta đã cướp đoạt nàng khỏi sự thân yêu triều mến của phụ thân nàng và bắt nàng làm vật hy sinh cho một đấng thần linh hỡi tuyệt thế gia nhân nàng đáng hưởng số phận tốt đẹp hơn thế nhiều đâm chiều với những ý nghĩ ấy, vua Zen về tới Bansora. Trăm dân mừng vua trở về, mở hội lớn. Vua vội đến trình với mẹ về chuyến đi. Hoàng Thái Hậu vui mừng biết vua đã nhận được bức tượng thứ chín. Nào con, ta hãy đi xem. Có lẽ nó đã có dưới hầm rồi, bởi chú tể các thần linh đã nói với con rằng con sẽ thấy bức tượng dưới đó. Nhà vua trẻ và Hoàng Thái Hậu sốt ruột muốn nhìn thấy bức tượng kỳ diệu, rồi đi xuống hầm ngầm và bước vào căn phòng để cắt tượng. Hai người siết bao kinh ngạc nhìn thấy trên bột thứ chín không phải là một bức tượng kim cương, mà là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần. Nhà vua nhận ra đó chính là người mình đã đưa đến đảo dâng các chúa tể các thần linh. Nàng thưa với vua. Ngài hẳn hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây, ngài chờ đợi một vật gì quý báu hơn tôi và tôi chắc lúc này chàng đang hối tiếc đã trải qua bao gian lao đến vậy bởi chắc là ngài chờ đợi một phần thưởng tốt đẹp hơn thế này nhiều không thưa ngài vua đáp nói có trời chứng giám tôi đã hơn một lần nghĩ tới chuyện thất hứa với chúa tể các thần linh để giữ được nàng một bức tượng bằng kim cương dù có quý đến bao chăng nữa làm sao sánh được niềm vui được có nàng Tôi yêu quý nàng hơn tất cả kim cương, hơn mọi của cải trên đời này. Vua vừa dứt lời, một tiếng sét nổ rung chuyển cả căn hầm. Hoàng Thái Hậu kinh hoàng, nhưng chúa tể các thần linh đã hiện lên và cất tiếng trấn yên bà. Ta là người che chở và yêu mến con trai bà. Ta muốn biết xem ở lứa tuổi này chàng có khả năng thắng được dục vọng hay không. Ta biết rõ lắm, chàng đã bị xúc động trước vẻ kiều diễm của cô gái trẻ này và không hoàn toàn giữ trọn lời thề là sẽ không ước mong được ăn ở với nàng. Tuy nhiên ta hiểu rõ sự mềm yếu của bản tính con người cho nên đã không mất lòng về việc đó mà còn lấy làm thú vị về sự tự kiềm chế của chàng. Đây là bức tượng thứ chín mà ta đã dành cho chàng. Nó hiếm hơn, quý hơn mọi bức tượng khác. Này Zen, con hãy sống hạnh phúc với người thiếu nữ này. Nàng là vợ con đấy. Và nếu con muốn nàng luôn luôn trong trắng và thủy chung, thì hãy yêu nàng mãi mãi, và chỉ yêu mỗi một nàng mà thôi. Con chớ đem lòng yêu thương ai khác, thì ta sẽ bảo đảm cho con lòng chung thủy của nàng. Dứt lời, chúa tể các thần linh biến mất. Và Zen say mê người vợ trẻ, không chờ được đến ngày mai, lập tức phong nàng làm hoàng hậu xứ bansora hai vợ chồng đời đời chung thủy đời đời yêu quý nhau sống bách niên giai lão